Rồi mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm món ốc xào sả ớt nha các bạn. Đó, đây là cái phần ốc nè, mình đã rửa sạch qua muối rồi, mình trụng sơ qua rồi. Đó, đây là mình rửa sạch qua muối cho nó sạch nhớt nha các bạn. Rồi cái phần nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị nè, gồm có ớt nè, ớt, sả, tỏi. Sả mình là ớt là mình đã bào ra miếng rồi, một lát mình băm nhuyễn luôn. Còn bây giờ mình bắt đầu mình đi bào cái phần sả ra để mình xay nhuyễn luôn nha các bạn. Cái phần tỏi này thì mình đã băm ra rồi. Đây là cái phần sả nè, mình đã bào ra rồi. Bây giờ mình đi xay cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Còn bạn nào không thích nhuyễn thì mình bầm nó còn hơi to to. Còn Trang thì Trang đi xay nhuyễn ra. Rồi các bạn, bây giờ mình chuẩn bị là mình ướp cái phần ốc nha. Rồi mình cho vô miếng đường, rồi miếng Achiongon. Rồi mình cho cái phần sả vô một ít để mình ướp, còn một mình chừa lại một ít thì một lát mình phi cháy cho nó thơm lên rồi mình cho cái phần ốc vào nha các bạn. Đó, rồi cái phần ớt thì Trang bầm ra rồi, Trang cho vô hết luôn. Ớt này cay nha các bạn, ớt cay. Mình còn cái phần tỏi thì mình cho vô một nửa để mình ướp, còn một nửa thì mình một lát mình cũng phi thơm với sả, chung với sả. Rồi như thế này thì mình trộn đều lên, rồi mình để đây cho 15 phút cho cái phần ốc nó thấm. Rồi, mình cho miếng muối vô, trộn đều lên để 15 phút, rồi bắt đầu mình đi xào. Cái này là ớt sừng nha các bạn, ớt sừng cay chứ không phải là không cay nha các bạn, nên mình cho nhiều đó là được rồi. Cái ốc thì nó cay nên nó mới không có tanh. Ướp lên như thế này, để đây, rồi bắt đầu 15 phút sau thì mình quay lại nha các bạn. Rồi các bạn, cái phần ốc hồi nãy giờ mình ướp cũng đã đủ thời gian rồi. Đó, bây giờ mình đi bắt đầu mình đi phơi thơm tỏi sả rồi mình cho cái phần ốc vào mình xào nha các bạn. Mình cho dầu vô. Rồi thêm miếng dầu màu điều nữa, cái mình xào cái phần ốc nó có cái màu đẹp nha các bạn. Đây là màu hạt điều nè các bạn, nó đang đã làm cái màu hạt điều khi cho nó lên màu. Rồi giờ cho một miếng vào trong đây để mình xào ốc cho nó có cái màu đẹp. Lâu vàng thì mình cho cái phần sả vào trước, rồi mình lấy cho cái phần tỏi vào. Cái phần sả này nó thơm mình mới cho tỏi vào nha các bạn, để cái phần tỏi nó mau bị cháy. Đó, cái phần sả này đã thơm thì giờ mình cho cái phần tỏi vào luôn. Cái phần tỏi nó dậy mùi thơm vừa lên là mình cho cái phần ốc vào mình xào cũng rất là nhanh luôn các bạn. Cái phần ốc đã mình đã luộc nè, luộc rồi gỡ ra rồi mình trụng sơ lại một lần nữa rồi nên cái phần ốc nó cũng đã chín rồi các bạn. Đó, nên mình xào cái phần sả này nè phi thơm lên rồi mình cho ốc vào mình cũng xào rất là lẹ luôn các bạn. Rồi như thế này là được rồi, bây giờ cho ốc vào luôn.
của mình như thế này là được rồi các bạn. Đó, món ốc này ăn kèm với rau sống, với leo, cà chua này các bạn, rất là thơm các bạn. Rồi mình cũng cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình. Các bạn xem video của mình thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi thì món ốc như thế này là được rồi các bạn. Đó, rồi mình cắt miếng ra xong rồi như thế này. Cái món ốc xào xả ớt này rất là hao cơm luôn các bạn ơi. Rồi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn kế tiếp.